Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những mục tiêu của đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là duy trì tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống phân phối hiện đại trên 85%, nâng tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống phân phối truyền thống trên 80%. Mục tiêu này đã và đang dần trở thành hiện thực. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã bước sang năm thứ 13. Các sản phẩm nông sản của Việt Nam thông qua các chương trình kết nối do Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương tổ chức đã có mặt tại hệ thống phân phối trong và ngoài nước, giúp người nông dân gia tăng thu nhập và quảng bá thương hiệu cho nông sản Việt. Trên địa bàn huyện Mường La có khoảng 8.000 ha cây ăn quả, trong đó là cây ăn quả các loại. Hiện nay thì đang xúc tiến thương mại và tập trung cho việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm như sản phẩm xoài, rồi là chuối, rồi là vải. Hiện nay là cơ bản trên địa bàn thì tập trung vào cái tiêu thụ xoài. Thì xoài huyện Mường La thì có tầm cỡ khoảng gần 7.000 tấn trên năm. Thì năm nay thì huyện Mường La đã kết nối với các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp và đã ký kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện hàng Việt đã chiếm lĩnh chủ yếu ở các kênh phân phối trong nước. Riêng nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đã đạt trên 80%. Nhóm hàng nông sản đạt trên 90%. Đây chính là những lợi thế để doanh nghiệp sản xuất hàng Việt và các đơn vị phân phối có cơ hội phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Cái chương trình để người Việt tiêu dùng hàng, ưu tiên hàng dùng người Việt thì chúng ta cũng phải lên, tức là có các cái buổi mà xúc tiến thương mại và tham gia những các cái chương trình hội chợ, tức là trong nước và ngoài nước của trung tâm xúc tiến đã thường làm để giới thiệu cho người dân nhận diện được những cái hàng đặc sản của vùng biển. Mặt hàng nông sản của Việt Nam ngày càng chiếm ưu thế, xuất hiện ngày càng nhiều trong các hệ thống siêu thị, phân phối trong nước và ngoài nước. Chủng loại mặt hàng có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Là một trong những địa phương có sản lượng cây ăn trái dẫn đầu cả nước, để đưa các sản phẩm vào hệ thống phân phối, gần đây, tỉnh Sơn La đã liên tục tổ chức các hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng và thế mạnh của tỉnh với các mặt hàng này, cũng như việc đáp ứng các nhu cầu của nhà phân phối, các thị trường tiêu thụ. Việc tiêu thụ nông sản của chúng ta ở thị trường trong nước cũng rất là lớn. Do vậy mà chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các cái hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại cũng như là hệ thống chợ đầu mối. Và từ các chợ đầu mối này thì sẽ phân phối vào tất cả các cái hệ thống chợ truyền thống của Việt Nam. Và khi mà các nhà thu gom thì họ sẽ tự phân loại các cái sản phẩm nông sản để đưa vào từng khu phân khúc thị trường để tiêu thụ và đặc biệt là đưa vào chế biến. Theo ghi nhận và đánh giá của Bộ Công Thương, sự đồng hành của chính các doanh nghiệp phân phối đã đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp các sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, phù hợp với yêu cầu thị trường. Đây cũng là giải pháp giúp đưa nhiều hơn các loại nông sản chất lượng cao, thu hoạch, sơ chế và đóng gói theo dây chuyền hiện đại, đạt chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp và OCOP vào phân phối trong hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trong nước và ở cả nước ngoài.